Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, gạo ST25 của Việt Nam vốn đã được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới, song lại có khả năng không được dự thi gạo ngon nhất thế giới của năm nay sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây, đang khiến dư luận cả nước dậy sóng. Nguyên do là bởi biểu trưng gạo ngon nhất thế giới đã bị nhái tràn lan, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm trọng. Trên thực tế, thì trong những năm vừa qua, nhiều giống cây trồng mới có chất lượng cao đã được đưa vào sản xuất, góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Giống cây trồng là sản phẩm cần được bảo hộ, nhưng cho đến nay, việc vi phạm bản quyền giống cây này vẫn đang là một vấn đề nhức nhối. Trên thị trường vẫn còn tồn tại giống cây trồng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Hiện tượng kinh doanh giống các sản phẩm nông sản với bao bì không có nhãn mác hoặc nhãn mác mập mờ vi phạm bản quyền tác giả đang ngày càng phổ biến hơn. Để bàn về những nguyên nhân bất cập trong việc quản lý giống cây trồng và đề xuất những giải pháp chính sách cho vấn đề này, trong chương trình đối thoại chính sách tâm nông tuần này, chúng tôi đã mời đến trường quay sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Trần Xuân Định, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Giống Cây Trồng Việt Nam. Vâng, xin chào MC, xin chào các bạn kỹ giả. Bên cạnh đó, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Văn Tình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI. Vâng, xin chào VTC và xin chào các quý vị khán đài. Vâng, và trước tiên chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn về thương hiệu gạo ST25, vốn đã được công nhận là gạo ngon nhất thế giới năm 2019, nhưng đã bị vi phạm bản quyền làm nhái như thế nào. Tháng 11 năm 2019, sự kiện giống lúa ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua được công nhận là giống lúa ngon nhất thế giới. Trong khi nghiên cứu ra một giống đặc sản đã khó, nhưng để bảo vệ nó không bị đánh cắp thương hiệu, còn khó hơn gấp vạn lần. Theo đó, hàng loạt cơ sở sản xuất giống tại Cần Thơ đã tràn lan nguồn giống nhái ST25. Họ nói rằng đây là cái giống trao đổi, hoặc là họ sử dụng cái bao trắng không ghi tên để qua mặt cơ quan chức năng. Cho nên hiện nay nó thật ra cái thị trường mà giống giả, ví dụ như ST24 vừa rồi đó, ít nhất nó chiếm 85% cái lượng lưu hành trên thị trường. Để ngăn chặn tình trạng gạo ST25 giả, doanh nghiệp của ông Hồ Quang Cua đã cho ra sản phẩm có gắn hình cha đẻ, tem chống hàng giả. Nhưng chỉ vài ngày sau, trên thị trường lại xuất hiện bao bì y chang. Ngoài các chiêu trò làm nhái, làm giả tinh vi, thì một nguyên nhân khác khiến thị trường lúa giống trở nên bát nháo là do cấp phép kinh doanh hiện nay. Thì thường thường là người ta để bao trắng và người ta để là lúa nguyên liệu. Thì cũng có thể, người ta có thể là bán cho dân, ta nói là về để mà nuôi gia súc, nhưng mà thật ra cũng có thể làm giống được. Cho nên cái này cực kỳ khó khăn để mà chúng ta thanh tra, kiểm tra và xử lý. Với tổng diện tích 3 vụ khoảng 4,2 triệu hectare mỗi năm, đồng bằng sông Cửu Long cần từ 500 đến 600 nghìn tấn lúa giống xác nhận. Chỉ khi nào thị trường lúa giống được lành mạnh hóa, thì quyền lợi của bà con nông dân và các nhà nghiên cứu mới được bảo vệ và ngành lúa gạo mới có thể phát triển bền vững. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là đối với gạo ST25, một cái giống gạo mà chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi, phát triển thì đã bị làm nhái một cách rất là dễ dàng. Thưa ông Tình, tôi muốn đặt câu hỏi cho ông là vốn là một đơn vị kinh doanh chuyên cung ứng giống cây trồng, thì ông nhận định như thế nào về vấn đề này và doanh nghiệp của ông trước đây đã có cái xuất hiện, xảy ra cái tình trạng là làm giả nhái cái thương hiệu của mình hay chưa? Đối với cả công ty AD chúng tôi đấy, hiện nay cũng có một số cái giống lúa, cũng như vậy giống ngô bản quyền, ví dụ như giống lúa AD28, AD168 hoặc giống ngô 68. Thì hiện nay thì công ty AD đã đăng ký cái bảo hộ bảo quyền. Vâng, thì trong cái thời gian mà kinh doanh ấy, chúng tôi cũng nhận thấy là có một số cái đơn vị như vậy họ cũng làm giả cái giống của công ty chúng tôi. Tuy nhiên thì chúng tôi nhận thấy rằng thông thường các giống mà có nhãn hiệu nổi tiếng ấy thì sẽ bị như vậy làm giả nhiều hơn so với cả những cái giống hiện nay tần suất xuất hiện ở trên thị trường thấp hơn. Vâng ạ, thưa ông Trần Xuân Định, chúng ta thấy hiện nay là ST25 sau thời gian được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì giống gạo này đã bị làm giả, làm nhái rất là nhiều. Ông nhận định như thế nào về câu chuyện này cũng như là cái việc là xuất hiện tràn lan thương hiệu gạo ST25 hàng giả, hàng nhái ở thị trường Việt Nam và một số thị trường khác như là tại Mỹ hay là Australia? Cái câu chuyện của ST25 thì đây là cái giống mà mặc dù đã được bảo hộ vì tác giả là anh Hồ Quang Cua, anh hùng lao động, anh ấy nghiên cứu và cùng cộng sự của anh ấy nghiên cứu và chọn tạo ra cái giống này thì anh có bảo hộ cái giống này. Tuy nhiên là theo cái quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là cái luật trồng trọt, luật số 31 Quốc hội ban hành năm
2018 và có hiệu lực mùng 1 tháng 1 năm 2020 thì giống muốn được công nhận lưu hành phải trải qua các cái bước khảo nghiệm đánh giá và phải nộp hồ sơ để cơ quan chuyên môn và Bộ Nông nghiệp thẩm định xem xét, sau đó thì khi mà nó đạt tiêu chuẩn mới ra một cái quyết định là công bố cho cái giống, cho phép cái giống đấy được lưu hành ở ngoài thị trường, thì lúc đó doanh nghiệp mới gọi là đường đường chính chính và danh chính ngôn thuận tuân thủ pháp luật về kinh doanh cái giống đấy. Nhưng ST25 thì cho đến thời điểm này mới chỉ được công nhận lưu hành cho các tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Yeah. Còn các vùng khác gần như là nếu như xét về mặt quy định pháp luật thì là chưa được phép. Tuy nhiên thì gần như cái ST25 sau khi mà nó đạt giải nhất gạo ngon quốc tế thì hiện nay là bản thân ST25 cũng bung ra khắp các cái vùng miền, bởi vì tỉnh nào nghe thấy cái ST25 là gạo ngon nhất thế giới cũng muốn thử, muốn khảo nghiệm, muốn đánh giá nó xem như thế nào. Và vô hình chung thì những cái tình trạng như vậy cũng tạo ra những cái khe hở và những cái điều kiện cho các cái tổ chức cá nhân mà họ có thể xâm phạm bản quyền của ST25. Dạ, hiện nay thì chúng ta thấy là cái giá bán gạo ST25 trên thị trường cũng rất là khác nhau. Có những cái đơn vị thì họ cũng đã đẩy giá gạo ST25 lên khá là cao, ở mức là tôi được biết là từ 35 đến 45 ngàn ký, và cao hơn nhiều so với gạo ST25 truyền thống mà tôi được biết bán ở đồng bằng sông Cửu Long ở Sóc Trăng. Tôi đã từng đến đó rồi, thì có giá chỉ là từ 8 đến là 18 ngàn đồng một ký thôi. Thưa ông Tình, ông nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này, về việc là các cái doanh nghiệp họ đẩy giá bán gạo ST25 cao hơn cái giá truyền thống, giá gốc trong thời gian vừa qua? Cũng là đơn vị như vậy là kinh doanh về hạt giống thuốc bảo vệ thực vật phân bón ấy, thì chúng tôi nhận thấy là cái sản phẩm ST25 là một trong những cái giống lúa mà được trên thế giới đánh giá rất là cao, và đặc biệt là ở trong Việt Nam thì cái ST25 cũng được nhiều bà con biết đến. Và sau cái chương trình mà ST25 thi gạo quốc tế đấy, thì rất nhiều bà con ở các vùng miền cũng muốn ăn thử cái gạo ST5. Chính vì lý do đó như vậy là cái giá gạo mà thực tế thì sẽ phải cao hơn nhiều. Nó xuất phát từ cái vấn đề như vậy là do quan hệ cung cầu. Thời điểm đó như vậy là cái gạo ST5 chưa kịp sản xuất được như vậy là đáp ứng nhu cầu thị trường, thì bên ngoài thì một số cửa hàng họ cứ như vậy là họ nâng giá lên để như vậy đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, gạo ST25 của Việt Nam vốn đã được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới, song lại có khả năng không được dự thi gạo ngon nhất thế giới của năm nay. Đây quả thật là một cái điều rất là đáng tiếc. Thưa ông Định, ông nghĩ như thế nào về cái sự tiếc nuối này khi mà ST25 qua cái quá trình về vi phạm bản quyền thương hiệu trong thời gian vừa qua? Một trong những cái điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam đó là cái việc bảo hộ cái giống này và giữ bản quyền nó. Và đặc biệt là để đảm bảo được cái tính nguyên bản của một cái giống được giải đấy, thì bản thân tác giả, cơ quan tác giả là phải có một cái hệ thống nhân lọc và đưa ra cái giống gốc để nó đảm bảo rằng đó là ST25 chứ không phải là một cái phiên bản nào khác. Vấn đề ở đây là bảo hộ giống nó lại là một cái công đoạn, và nó ở khía cạnh là giống thôi, nhưng còn bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ về cái nhãn sản phẩm, cái tên của nó, thì cái tên thương mại của nó, đặc biệt là cái gạo ra, thì nó lại sang một cái lĩnh vực khác. Quay lại câu chuyện mà Sóc Trăng 2 năm bị các công ty ở Mỹ họ đứng ra họ bảo hộ cái đấy ở bên Mỹ, thì sau đấy thì chúng ta một thời là cũng dư luận cũng là rộn lên về cái chuyện là chúng ta bị mất thương hiệu cái đấy. Tuy nhiên thì theo cái luật sở hữu trí tuệ thì rõ ràng rằng là cái việc bảo hộ cái gọi là cái sản phẩm thương mại, sản phẩm thương mại, thì chúng ta có thể là bảo hộ trong nước và cũng thể là bảo hộ ở các nước trên thế giới, ở các khu vực trên thế giới. Còn với doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải bảo vệ cái thương hiệu đấy, thương hiệu sản phẩm của họ ở nước ngoài. Tuy nhiên thì nó lại vượt qua cái sức của doanh nghiệp, ví dụ như đối với lại doanh nghiệp của anh Cua.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu sản phẩm chất lượng Việt Nam bị phỏng tay trên, và trước đó đã có rất nhiều các sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng như là nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột trong thời gian qua cũng đã bị làm nhái. Mặc dù các vụ vi phạm bản quyền giống cây trồng đang xảy ra ở nhiều địa phương, thế nhưng việc phát hiện và xử lý các cái vi phạm này vẫn đang còn gặp rất nhiều sự khó khăn. Trong khi việc làm giả, làm nhái thương hiệu giống cây trồng thậm chí còn diễn ra một cách công khai như là câu chuyện sau đây. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Để tạo được một giống cây trồng chất lượng, các cơ sở phải mất nhiều năm trời nghiên cứu, khảo nghiệm. Tuy nhiên, những giống cây trồng có thương hiệu lại rất dễ bị làm giả, làm nhái. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi được khi di chuyển từ đầu đường Nguyễn Lương Bằng hướng về sân bay Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khu vực này nằm sát với Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, hay còn gọi là Viện EAKMAT trước đây. Đây là nơi chuyên cung cấp giống cây trồng có chất lượng, được kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt. Hai bên đường, các cơ sở này bán giống cây trồng kèm theo thương hiệu cây giống EAKMAT mọc lên sàn sát. Điều đáng chú ý là tất cả những cơ sở này đều cố tình lấy chữ EAKMAT để đặt tên cho cơ sở của mình, khiến người dân nhầm tưởng giống cây của họ đều có nguồn gốc từ Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Hiện nay như ở Tây Nguyên này thì đi đâu cũng thấy là đề EAKMAT, còn cây giống thì nguồn ở đâu thì thật sự thì cũng khó mà phân biệt được. Qua tìm hiểu, được biết, việc thương hiệu Viện EAKMAT được các cơ sở tư nhân bán giống cây trồng lấy tên làm giả, làm nhái đã diễn ra cả chục năm nay. Trên thực tế, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã từng vào cuộc xử lý tình trạng làm giả, làm nhái giống cây trồng tại đây. Nhưng không thường xuyên và quyết liệt nên tình trạng này vẫn tái diễn và năm sau nhiều hơn năm trước. Chúng tôi cũng đã có đề nghị với các sở ban ngành là kiểm soát lại việc này, và cũng đã có những cái thời điểm kiểm soát cái này nhưng mà không triệt để được. Thì cái việc mà ảnh hưởng lớn nhất đó là uy tín của viện chúng tôi. Mà viện chúng tôi thì làm cũng vì doanh nghiệp, vì dân, và chúng tôi làm bởi sự chỉ đạo rất sát sao của bộ cấp trên. Đầu tư cho các loại giống chất lượng cao, năng suất cao là yếu tố quyết định cho ngành nông nghiệp. Thế nhưng trên thực tế, việc phát triển giống nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp nhiều vướng mắc, từ sự đầu tư về cơ sở vật chất, quy trình sản xuất, trang thiết bị công nghệ cao, về đội ngũ cán bộ, chuyên gia nghiên cứu, cùng với đó là nguồn kinh phí lớn. Điều này vượt quá khả năng của các nông hộ, ngay cả với doanh nghiệp cũng chỉ có số ít doanh nghiệp lớn đủ tiềm lực đầu tư phát triển giống. Việc này thì nó cần phải có một cái quá trình rất là lâu dài và triển khai. Đôi khi tiến hành tất cả những công tác lai tạo và những giống á, thì nó cũng chưa chắc là sẽ thành công trong một cái thời gian ngắn. Cho nên các công ty họ sẽ đầu tư rất lớn về cái vấn đề liên quan tới cái tập đoàn giống này. Chưa kể, hiện Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thiếu nhiều cơ sở nền tảng để hình thành nên những bộ giống tốt và bảo vệ được bản quyền nguồn gen cho những doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Để nghiên cứu ra một loại giống mới rất công phu, chúng tôi dành đến 15% doanh thu để đầu tư cho công tác nghiên cứu, lai tạo giống mới. Nhưng chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của giống mới, bảo vệ được nguồn gen vì dễ bị copy hay ăn trộm hạt giống. Mỗi năm, Thành phố Hồ Chí Minh cung ứng ra thị trường khoảng 41.000 tấn giống cây trồng các loại. Tuy nhiên, sản lượng giống này mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu sản xuất thực tế. Trong khi nguồn giống trong nước còn nhiều khó khăn về nghiên cứu sản xuất, nhưng khi một giống mới ra đời thì lại dễ dàng làm giả, làm nhái tràn lan. Thưa ông Nguyễn Văn Tình, tôi muốn hỏi ông là với góc độ là một cái doanh nghiệp kinh doanh giống cây trồng thì ông có kinh nghiệm trong cái việc là thường là những cái giống mất thời gian bao lâu thì người ta mới có thể làm ra được ạ? Để mà đưa ra một giống mà với thời gian nhanh nhất là 5 năm từ công việc mà bảo hộ giống, rồi những vấn đề mà lọc dòng, rồi vấn đề khảo nghiệm CVU, khảo nghiệm DS, rồi khảo nghiệm có kiểm soát. Như vậy, thời gian rất mất là lâu. Nhưng trong khi đó có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ lại muốn có kinh doanh ngay, đặc biệt là khi ở trên thị trường họ thấy có một sản phẩm nào bán chạy. Như vậy, cái việc mà họ làm thế, họ chỉ việc là như vậy là mua cái nhãn mác bao bì, hoặc là có thể họ sản xuất cái nhãn mác bao bì, sau đó họ sẽ đóng gói để vào, để như vậy là bán ở trên thị trường. Như vậy họ đem lại lợi nhuận rất lớn. Như vậy điều này sẽ làm như vậy ảnh hưởng doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và xâm phạm như vậy quyền sở hữu trí tuệ cũng như là vấn đề mà làm thiệt hại đến bà con nông dân. Qua cái câu chuyện xử lý thương hiệu hàng giả, hàng nhái giống cây trồng á, trong cái thời gian vừa qua thì thưa ông Định, dường như là cái tình trạng xử lý này vẫn chưa có dứt điểm. Cái tình trạng xâm phạm như vậy thì nó cũng có những cái mà những cái quy định mà ví dụ như là trong trường hợp mà dân nông dân ấy, sản xuất giống và họ tự lo lấy trong cái khu của họ và họ đổi cho nhau không vì mục đích kinh doanh kiếm lợi nhuận thì cái đấy là các cơ quan không xử phạt được họ. Thì cái này cũng là một cái kẽ mà để cho một số cái cá nhân họ lợi dụng cái này để họ có thể họ bán, họ xâm phạm với quyền sở hữu trí tuệ. Chúng ta thì có cái luật sở hữu trí tuệ và cái luật này thì cũng đã ban hành rất là sớm từ khi mà Việt Nam tham gia cái công ước UPOP và hiện tại thì Quốc hội khóa 15 này kỳ họp tới chắc sẽ thảo luận vấn đề sửa đổi cái luật sở hữu trí tuệ. Thì trong cái luật sở hữu trí tuệ này thì có một cái chương về giống cây trồng, bảo hộ giống cây trồng. Nó cũng là một trong những cái lĩnh vực mới, cho nên là cái mà chế tài rồi cái hiểu biết và một số những cái mà hướng dẫn để thực thi luật thì tôi cho rằng nó cũng còn nhiều cái hạn chế. Về phía doanh nghiệp của mình là công ty ADI, ông Tình, ông nghĩ như thế nào về cái chế tài xử phạt hay là cái cách quản lý cũng như là xử lý các cái đối tượng làm giả nhái thương hiệu giống cây trồng hiện nay? Vâng, theo tôi nghĩ đấy thì hiện nay thì cái vấn đề mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ rất hay làm cái chuyện này. Vâng, thì hiện nay thì cũng đã có cái nghị định 28 ấy, của chính phủ đấy, ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020 đấy. Thì trong cái chế tài này theo tôi nghĩ là cái chế tài để xử lý những cái tổ chức hoặc là cá nhân buôn bán như vậy cái hàng giống nông nghiệp giả, những hàng giống nông nghiệp như vậy là kém chất lượng. Trong cái khoản 9 mà điều 1 khoản 9 ấy thì chúng tôi thấy là cái mức mà phạt như vậy là sẽ từ 2 triệu đồng đến 140 triệu đồng. Yeah. Nó tùy theo vào cái lượng giống mà khi người ta buôn bán. Và khi trong cái khoản mà điều 1 khoản 10 đấy, trong quá trình kinh doanh ấy, nếu sản xuất thì sẽ bị phạt như vậy từ 10 triệu đến 200 triệu đồng. Khi mà tổ chức hoặc cá nhân nào mà buôn bán cái hàng giống nông nghiệp giả đấy, giống cây trồng giả đấy, như vậy có cái số lượng khoảng từ 30 triệu đồng thì như vậy sẽ bị phạt như vậy từ 140 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Tuy nhiên theo góc độ tôi nghĩ đấy, cái số tiền này cũng là rất là lớn đối với các tổ chức cá nhân. Mà tuy nhiên ở trên thực tế thì cũng có cái vấn đề nó rất là khó khăn. Theo tôi nghĩ là cái vấn đề là có khi những người mà tổ chức và cá nhân ấy họ cũng chưa thật sự là hiểu biết vấn đề như vậy, là cái mức phạt nó lại cao như vậy cho nên dẫn cái hiện tượng đó xảy ra. Thì tôi mong rằng qua cái chương trình này thì cơ quan quản lý nhà nước cần có cái biện pháp và xử lý thật mạnh những cái doanh nghiệp hoặc tổ chức cá nhân mà buôn bán cái hàng nông nghiệp giả, hàng kém chất lượng như vậy, là để đảm bảo cho cái việc mà công bằng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như là bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng ở đây là con nông dân. Dạ vâng ạ. Thưa ông Định, hiện nay thì các doanh nghiệp của chúng ta cần phải có cái sự chủ động như thế nào trong công tác là bảo hộ thương hiệu của mình để có thể là quản lý tốt cái tình trạng này và tránh cái thương hiệu của mình bị làm giả làm nhái ạ? Vâng, tôi nghĩ là hơn ai hết thì các doanh nghiệp phải nắm được và hiểu được cái quyền lợi cũng như là cái trách nhiệm của mình khi mà chúng ta tham gia vào các cái lĩnh vực sản xuất cũng như kinh doanh giống cây trồng. Các giống cây trồng mà được bảo hộ thì rõ ràng là cái độc quyền kinh doanh thì thuộc về các doanh nghiệp có cái sở hữu trí tuệ về cái giống đó. Để mà bảo vệ được cái đấy thì rõ ràng là doanh nghiệp cũng phải tăng cường các cái giải pháp làm sao đấy để giống của doanh nghiệp để sản xuất ra nó duy trì được như là các cái đặc điểm khi mà công nhận lưu hành nó. Thứ hai nữa là trong cái quá trình sản xuất giống thì cái hồ sơ nó phải đầy đủ. Và đặc biệt là các doanh nghiệp mà bây giờ nên áp dụng những cái công nghệ thông tin công nghệ 4.0 để quản lý cái quá trình sản xuất cũng như là quá trình đưa cái giống đó ra thị trường. Bây giờ thì có rất nhiều những cái phần mềm người ta có thể quản lý được cái giống của một cái doanh nghiệp sản xuất ra vào kho như thế nào và xuất ra đâu và nó đi cái vùng thị trường nào. Yeah. Thì người quản lý doanh nghiệp có thể nắm được cái đấy. Và khi mà ngay kể cả số lượng giống
xuất từ kho ra và số lượng giống được tiêu thụ thông qua cái việc quét mã QR code. Đấy là một cái công nghệ tôi cho rằng các doanh nghiệp làm giống của Việt Nam phải tích cực và cũng như là áp dụng cái đấy. Thưa quý vị, trong tương lai thì giống cây trồng càng trở nên quan trọng khi mà chúng ta phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn về môi trường và biến đổi khí hậu, cũng như là nhu cầu lớn hơn đối với lương thực thực phẩm có chất lượng cao hơn. Mặt khác, khi mà sử dụng giống cây trồng cải tiến, được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng nông sản và giúp ngành trồng trọt vươn tới những thị trường ngách của thế giới. Do đó, việc xây dựng hành lang pháp lý vững chắc để tạo điều kiện cho việc phát triển và cung cấp ra thị trường các giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng cao và chống chịu tốt có vai trò hết sức quan trọng để thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam và mang lại lợi ích cho người nông dân trong thời gian tới, trong đó có cả việc nhập khẩu giống cây trồng. Vậy hiện nay Việt Nam đang kiểm soát như thế nào và cần xây dựng hành lang pháp lý bảo hộ ra sao? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi trong phóng sự được ghi nhận sau đây. Báo cáo của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, cả nước có 652 tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng được các tỉnh, thành phố cấp mã số. Trong đó có 298 công ty giống, 79 trung tâm giống, còn lại là các hộ tư nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã. Cùng với đó, trong danh mục giống cây trồng nông nghiệp được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam gồm 834 giống các loại. Theo nhiều chuyên gia, vấn đề phát triển và quản lý giống hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức khi tham gia hàng loạt hiệp định thương mại trong thời gian tới. Thì thứ nhất là vấn đề sâu bệnh. Như tôi nói, từ côn trùng, từ vi khuẩn, từ virus, từ là bacteria vân vân, nấm. Thì chúng ta phải có một cái hàng rào kỹ thuật để mà ngăn những cái mà không có lợi cho ta. Cục Trồng trọt nhận định, thực tế đặt ra là việc kiểm soát các loại giống cây trồng trong nước hiện nay không hề dễ dàng. Nhất là các cơ sở giống trong nước còn tràn lan, thì việc kiểm soát vẫn là điểm nghẽn, gây nhiều khó khăn cho cả ngành chức năng, từ cơ sở đến trung ương. Thứ nhất tôi có thể nói rằng ngoài trong khi chúng ta đã chọn tạo được giống, thì cái việc kiểm tra chất lượng giống ra ngoài thị trường là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu một cái giống lúa thì chúng ta ít nhất là chúng ta nếu giống lúa không đảm bảo chất lượng mà lưu thông trên thị trường và được sử dụng ở thị trường thì ít nhất là chúng ta sẽ mất một vụ, tức là khoảng 3 đến 4 tháng sẽ gây ra những cái hạn chế, những cái thiệt hại. Còn đối với những cây giống, cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày thì có thể nói là chúng ta mất 5-7 năm. Cái hiệu quả, cái tác động xấu của nó có thể ảnh hưởng đến nông dân, đến sản xuất. Theo Cục Trồng trọt, với một thế giới phẳng như hiện nay thì không thể bế quan tỏa cảng, có nghĩa không giao thương mà chỉ tập trung vào nguồn lực giống trong nước, mà cần tiếp cận những giống mới trên thế giới. Tuy nhiên, mở cửa không đồng nghĩa với dễ dãi, để nguồn giống nhập ngoại vào trong nước có kiểm soát, Cục Trồng trọt cho rằng việc quản lý sẽ chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Với cách làm này, chỉ khi nào có phản ánh về chất lượng giống thì thanh tra nông nghiệp mới tiến hành xác minh và kiểm tra chất lượng. Chúng ta tự công bố lưu hành, các cơ quan tác giả, các cơ quan sản xuất phải tự công bố lưu hành. Các công bố lưu hành đấy thì được gửi lên Cục Trồng trọt. Cục Trồng trọt sau khi rà soát thì được chấp nhận công bố lưu hành. Ở đây tôi phải nói rằng cái việc tự công bố lưu hành này là mang tính chất hậu kiểm và nâng cao cái vai trò trách nhiệm của các cơ quan, các đơn vị, các tổ chức sản xuất kinh doanh giống cây trồng. Điều này có thể giúp các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc nhập giống, nhưng nếu gặp rủi ro thì các đơn vị này phải chịu trách nhiệm. Nhưng xét cho cùng, người nông dân vẫn là đối tượng hứng chịu những kết quả đó. Trong khi quản lý giống cây trồng nói chung còn nhiều khó khăn, thì vai trò nhạc trưởng trong lĩnh vực nghiên cứu cây giống, giống mới vẫn còn nhiều hạn chế. Không ít các đề tài nghiên cứu khoa học vẫn dừng lại ở ngăn kéo sau nghiệm thu, trong khi các cơ sở tư nhân mọc lên như nấm. Vâng, như là chúng ta đã biết là theo quy định của luật thanh tra đột xuất á, thì chỉ tiến hành khi mà phát hiện các cái tổ chức, các cái cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó thì cái công tác thanh kiểm tra chủ yếu chỉ mới thực hiện được đối với những cái loại giống cây trồng như là ngô, lúa thôi. Và còn những cái loại cây ăn quả hay là cây lâm nghiệp thì hiện nay vẫn còn bất cập. Ông Định, ông nghĩ sao về câu chuyện này? Vâng, đây cũng là vấn đề mà trong quá trình xây dựng luật 2018 thì cũng rất nhiều ý kiến đã đề cập đến vấn đề này.
quản lý giống lúa và giống ngô thì chúng ta nó bài bản từ nhiều năm nay, và đặc biệt cái hệ thống nghiên cứu chọn tạo và hệ thống văn bản quy định kèm theo của nó như hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn thì gần như là cũng đã hoàn thiện, xây dựng hoàn thiện. Cái lĩnh vực riêng về lĩnh vực giống cây công nghiệp, giống cây ăn quả thì hiện tại là chúng ta thấy rằng cái thị trường thì hiện nay nó đang vô cùng bát nháo về cái lĩnh vực này. Bởi lẽ là rất ít có doanh nghiệp giống tham gia vào cái lĩnh vực sản xuất và kinh doanh và cái giống cây ăn quả cũng như cây công nghiệp. Hiện tại thì cái thị trường rất là rộng lớn này, rất là béo bở này, phần lớn là do các hộ tư nhân. Chúng ta có thể đi một số những cái vùng, ví dụ như là sang bên xung quanh địa bàn của Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, xung quanh cái học viện nông nghiệp hoặc một số những cái vùng khác, thì thấy rằng là hầu hết là các hộ sản xuất cái giống cây ăn quả cũng như là cây công nghiệp bằng cái hình thức gọi là chiết ghép. Cái hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn thì hiện tại là cái luật trồng trọt hiện nay cũng đang giao cho Cục Trồng trọt và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xây dựng. Mà cho đến cái thời điểm này thì xây dựng cái tiêu chuẩn quy chuẩn đấy cũng đang gặp rất nhiều vấn đề. Bởi vì nói đúng ra là cái hệ thống sản xuất giống cây công nghiệp, giống cây ăn quả thì chúng ta chưa có một cái hệ thống bài bản chuẩn chỉnh. Nên là vấn đề tôi nghĩ rằng cũng còn một thời gian khá dài nữa trong cái việc mà chúng ta phải điều chỉnh xây dựng. Vậy thì trong thời gian tới, giải pháp lâu dài, các cái doanh nghiệp cần phải làm gì thưa ông Định? Tôi cho rằng là các cái doanh nghiệp mà doanh nghiệp lớn, người ta cũng có cái bộ phận nghiên cứu chuyên về pháp chế thì người ta rất hiểu cái chuyện này, và hầu hết thì các doanh nghiệp mà bây giờ trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến sản xuất kinh doanh giống cây trồng thì người ta có vấn đề, người ta cũng chú trọng vấn đề về sở hữu trí tuệ rồi, người ta cũng bảo hộ rồi. Tuy nhiên thì cái mà chi phí như ông Tình nói đấy, cái để mà bảo hộ được một giống cây trồng thì trước hết là cái phải trải qua rất nhiều những cái công đoạn, thì chi phí để ra một giống thì nó cũng khá là lớn, cho nên là doanh nghiệp thì người ta cũng ý thức được, đặc biệt là sau hơn 10 năm cái luật sở hữu trí tuệ nó được ra đời và đã được 2-3 lần chỉnh sửa rồi thì các doanh nghiệp cũng ý thức được rồi. Nhưng tôi cho rằng là cái việc mà thanh tra kiểm tra trên thị trường thì chúng ta cũng còn có những cái hạn chế. Ví dụ như bây giờ thanh tra về cái chuyện làm giống thì ông phải có hồ sơ cái giống gốc như nào, giống siêu nguyên chủng như nào, giống nguyên chủng như nào, và ông sản xuất ra giống xác nhận ở đâu, hợp đồng như nào, với hộ dân như thế nào, và các cái quá trình kiểm định đồng ruộng rồi kiểm nghiệm trong phòng ra sao, phải có một hồ sơ đầy đủ, và ông phải chứng nhận hợp chuẩn hợp quy. Thì đấy là những cái quy định của ta thì cũng rất là chặt, nhưng mà cái việc quay lại cái chuyện mà bảo hộ thì tôi cho rằng là cũng không phải là các doanh nghiệp không chú ý đâu. Người ta tạo ra thì bây giờ những cái sản phẩm là con đẻ của họ, họ cũng chú ý bảo vệ rồi, và cái mà khi mà có quyền sở hữu như vậy thì người ta có toàn quyền, người ta kinh doanh trên một địa bàn một cách chính pháp. Tuy nhiên thì do rất nhiều vấn đề như ông Tình đã nói là cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là người tiêu dùng và bà con nông dân thì nhiều khi cũng chỉ ví dụ như là ham rẻ thì thấy cũng cái bao bì nó la lá tương tự thứ này ngoài thị trường nhưng mà nó rẻ hơn thì bà con mua, thì vô hình dung bà con mua phải cái giống không đảm bảo chất lượng. Dạ vâng ạ, rõ ràng là ý thức cũng rất là quan trọng của người tiêu dùng, bà con nông dân. Có thể nói là Việt Nam là một trong những cái quốc gia nông nghiệp và luật sở hữu trí tuệ hiện còn khá xa lạ đối với người dân. Ở trong khi đó thì truyền thống canh tác nông nghiệp lâu nay đã ăn sâu vào trong nếp nghĩ nếp làm của người nông dân, nên họ ít có ý thức được các cái hành vi vi phạm quyền của nhà tạo giống đối với giống cây trồng. Nhưng trước hết cần phải xây dựng một chế tài quy định chặt chẽ cho việc kinh doanh sở hữu giống cây trồng để hạn chế tình trạng làm giả làm nhái. Chỉ khi điều đó thay đổi được thì việc đảm bảo thương hiệu cho giống cây trồng Việt Nam mới khẳng định được giá trị và chỗ đứng. Chương trình đối thoại chính sách tâm nông tuần này xin khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.